Sau khi cầu hôn thành công bạn gái kém tuổi, chuyện tình cảm của anh Đức càng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào với vợ sắp cưới trong bộ ảnh mới. 2 tuần sau khi công khai chuyện tình cảm, diễn viên Anh Đức và bạn gái Quỳnh Anh đồng thời đăng tải loạt ảnh lãng mạn chụp ở Đồng Nai. Bộ ảnh được thực hiện theo phong cách retro. Anh Đức diện vest, họa tiết kẻ ô, còn Quỳnh Anh phối váy họa tiết hoa nhí cùng áo di lê và sơ mi trắng. Bộ đôi có nhiều khoảnh khắc lãng mạn, anh đã thấy em thật rạng rỡ bên anh và anh cũng vậy. Anh Đức chia sẻ trên trang cá nhân, dưới phần bình luận, bạn bè đồng nghiệp khen Anh Đức Quỳnh Anh đẹp đôi và gửi lời chúc phúc tới cả hai. Quỳnh Anh cũng hạnh phúc, cho đến khi nhìn thấy những tấm hình này, em đã không biết ở bên cạnh anh, em trông rạng rỡ và hạnh phúc đến thế. Nhiều fan còn đoán già đoán non, có lẽ đây là một trong những bộ ảnh cưới đầu tiên mà cặp đôi muốn nhá hàng đến công chúng. Trước đó, ngày 16 tháng 4, vợ tương lai của diễn viên Anh Đức cũng chia sẻ đoạn video mới trên mạng xã hội. Cô đăng tải khoảnh khắc xuất hiện xinh đẹp rạng rỡ, dù trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản. Nữ diễn viên sinh năm 1999 còn vui vẻ nhảy nhót trên nền nhạc sôi động ở trong xe ô tô. Tuy nhiên, cư dân mạng chăm chăm vào chi tiết khác lạ của vợ tương lai diễn viên Anh Đức. Cụ thể, Quỳnh Anh bị soi mặc trang phục rộng rãi, không để lộ rõ vòng hai. Đây là cách quen thuộc mà sao nữ trong showbiz Việt thường xuyên sử dụng để giấu chuyện đang mang thai. Thời gian qua, cô cũng hiếm khi đăng ảnh để lộ rõ toàn bộ vóc dáng. Netizen liền rộ nghi vấn, Anh Đức và vợ tương lai đang có tin vui. Đúng ngày 4 tháng 4 vừa qua, cặp đôi chính thức công khai quan hệ. Anh Đức viết, 4 tháng 4, không cần săn sale, sập sàn, chốt đơn, kèm hình ảnh cầu hôn bạn gái và được người yêu ôm hôn. Còn Quỳnh Anh cũng chia sẻ tấm hình được cầu hôn kèm chú thích, chúc mừng anh có được em. Trên mạng xã hội, thông tin lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi nhận lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và khán giả. Nam diễn viên cho biết đã cầu hôn bạn gái cách đây vài tháng. Cặp đôi dự kiến tổ chức lễ cưới trong năm nay. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho lễ cưới, dự định trong năm nay. Khi mọi thứ sẵn sàng, tôi sẽ thông báo để mọi người chia vui. Anh nói. Được biết, vợ sắp cưới của anh Đức là một diễn viên trẻ, cô từng ghi dấu ấn khi tham gia bộ phim điện ảnh Hoa hậu Giang hồ, phim truyền hình Đường về có nhau và góp mặt trong MV Thích thì đến. Quỳnh Anh được khen ngợi có gương mặt ưa nhìn, xinh xắn. Thời gian qua, anh Đức và bạn gái Quỳnh Anh thường xuyên để lộ hình hẹn hò khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhóm bạn thân của Trấn Thành. Nhưng thời điểm đó, cặp đôi chọn cách giữ kín, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện hẹn hò. Trên trang cá nhân, cả hai chưa từng công khai đăng ảnh khoảnh khắc riêng của nhau. Sau khi vướng lùm xùm với bạn gái cũ, diễn viên Anh Đức dường như kín tiếng hơn về chuyện tình cảm. Anh Đức, sinh năm 1987, là một trong những diễn viên hài nổi tiếng ở phía Nam. Anh từng hẹn hò diễn viên Lâm Vĩ Dạ trong thời gian học chung trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài lĩnh vực sân khấu, anh góp mặt trong nhiều các game show như Người ấy là ai, Nhanh như chớp, Ca sĩ bí ẩn. Những năm qua, anh bị đồn hẹn hò một số đồng nghiệp nhưng đều phủ nhận.